31 tháng 7, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy. Hậu quả vụ tai nạn là một người nhập viện cấp cứu, phương tiện bị vỡ nát phần đầu, hư hỏng nặng sau tai nạn. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn kể lại, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7, xe máy mang biển kiểm soát 72G1-722-94 do một thanh niên điều khiển chở theo một cô gái phía sau trên xe đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Trong khi xe đang đi qua đoạn thuộc địa bàn ấp Cửu Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành thì bất ngờ bị xe máy mang biển kiểm soát 71AA09608 do một người đàn ông điều khiển chở theo một người đàn ông khác trên xe đang lưu thông ngược chiều trên đường tông trực diện vào, cú tông mạnh khiến cả bốn người cùng phương tiện té ngã xuống đường. Sau tai nạn, cô gái bị thương nên được đội thanh niên tình nguyện tỉnh Tiền Giang sơ cứu ban đầu và đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh để theo dõi và điều trị. Cũng theo người dân nơi đây cho biết, hai người đàn ông đi trên xe máy 71AA09608 có biểu hiện say rượu. Nhận được tin báo, đội thanh niên tình nguyện tỉnh Tiền Giang phối hợp đội SOS Châu Thành điều tiết giao thông và giữ nguyên hiện trường, chờ đơn vị nghiệp vụ có liên quan đến để xử lý theo quy định của pháp luật.